Sơn nghĩ phải dâng cái tầm này chứ. Thì mẹ vào chọn tầm 1 thì mới. Và như vậy tỷ số là một đều trận đấu thứ ba, và chúng ta hãy cùng cố gắng giải quyết sớm trận đấu này thôi. Chúng ta đến trận đấu bản lề, đang dẫn trước 2-0 VC rồi. Vâng, bản lề nào. Phonesian đến từ game thủ mùa 1. Phô hít Egypt Greek, bên kia Sam Mark Seng AC, bên mình đẹp, bên kia đẹp hơn. Bên kia Sam Mark Seng AC, đây là bàn hình máy Hoàng Mà Nhì là người cầm Phonesian. Greek đến từ Quyết, tí cầm Egypt đầu cánh, cuối cùng là Alonso là gấm Hitty. Vâng, coi mình đã cập nhật cho anh em rồi. Vâng, bạn Ori Hoàng mở Seng hit AC Pan, đúng luôn, có rồi. Có Seng, có AC nhưng bên bạn hit sang bên mình. Trận này có lẽ là xem màn hình máy mùa 1 đi. Còn Mark C bên kia thì đúng là cái trận này là thành con phế luôn, khi bên mình có Hitty. Không sợ cái việc bị Mark C đâm mì nữa. Nhưng mà bằng bên kia chảy 2L ra thì cũng cả thằng giống thằng Greek thôi. Trở lại màn hình máy, game thủ cam quýt nào. Đầu cánh, à không, trong cánh, xin lỗi. Vâng, bài vở bắt đầu khê khê rồi đấy. Bài vở bắt đầu thấy khê khê. Bạch 19, quýt 17, quýt ủa, quýt chậm dần đấy. Chậm tới 3 dần, 2 dần rưỡi. Map chưa thấy nhà nào gọi là mắc binh. Đó là cố gắng thắng xe này đấy anh em. Cố gắng thắng xe này hết clip là vừa. Die.
Ăn thêm mấy hiệu nữa dành cho game thủ cam quýt. Nhà có thể thấy là khá xấu về đồ. Bách có quả phụ rồi, nhưng mà bài nhìn cũng cũng ở trạng thái là lìu tìu lắm. Nhìn nó lìu tìu lắm. Marcos Alonso cũng lìu tìu. Tí thì cũng bình thường. Ô tí lên sớm nhất bên mình cơ. Tí trận này khả năng lên sớm nhất bên mình. Đúng vậy. Vâng, tí là người đánh chém lên sớm nhất Egypt. Tất tay cho một mình Alonso khả năng đánh chủ lực rồi. Bách 25, Bách cũng đánh chém. Vâng, gặp đúng con giò chọc của bẫy vàng ở thời điểm mà mình chưa bò được. Và xin chào anh Bùi Kỳ nhá. Chào anh Bùi Kỳ đấy. Chớm thắng anh em lại bảo vâng, bình luận viên mới quýt rồi. Map tịt qua, map nhìn không thấy ông nào có dấu hiệu lên đời. Tỷ số là 1-2. Căng.